Deadlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Bản tôi trong trận đấu này, trước tiên thì tôi cũng xin chúc mừng đội Hà Nội. Bản thân thì hôm nay tôi có cầu thủ theo thì game 1 chơi quá tốt, rất là tốt. Nhưng sang hiệp 2 cũng cháu một chút thiếu về kinh nghiệm. Mặc dù chúng tôi đã hô các cháu đẩy rất cao rồi, nhưng có lẽ là yếu tố tâm lý, hai cái bản lĩnh có thể là chưa bằng đội Hà Nội được. Chúng tôi thua sót một chút đáng tiếc. Một lần nữa xin chúc mừng đội Hà Nội. Theo tôi cái kết quả là thì thực ra thì hôm nay tôi nghĩ là kết quả hòa một đều thì nó phù hợp hơn. Hai đứa trong trận đấu hôm nay thực ra tôi nói thật là tôi không hài lòng với công tác trọng tài. Trọng tài bỏ qua rất nhiều lỗi, đặc biệt là cái tình huống phút cuối mà chúng tôi xứng đáng được một quả phạt đền mà trọng tài bỏ qua. Cả một tình huống bị thẻ vàng, đội bạn chơi bóng cầm tay chủ động chơi hất bóng mà trọng tài cũng bắt ngay trước mặt trọng tài. Thực ra công tác trọng tài hôm nay tôi không hài lòng lắm. Em hỏi lại cho anh nghe rõ được. Về cái bản chuyên môn thì tôi cũng không nghĩ vấn đề gì cả, vì chúng tôi vẫn tuân thủ lối chơi thôi. Thực ra hai đội bay chơi rất là tốt, rất là công hiến. Thì mỗi đội có một cách chơi khác nhau. Thì cơ bản chung thì tôi rất hài lòng, các học trò bằng tuổi chúng tôi không được ngôi vô địch. Và tôi rất hài lòng và tôi tin là trong tương lai các cháu sẽ còn tiến xa. Thực ra hàng phòng ngự thì chúng tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Cái chuyện các cháu mà chơi tốt 5 trận trước thì tôi nghĩ không bất ngờ gì cả. Đương nhiên hôm nay thì một trận chung kết thì nó rất là liên quan vấn đề, đặc biệt vấn đề yếu tố tâm lý. Có thể các cháu ấy, cái sự tập trung không được tốt trong phần cuối thì nó dẫn đến cái thua đáng tiếc này. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.